Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này ngọn lửa thuyên đã rực cháy nơi chùa Hùng Vĩ Sơn. Chúng tôi xin mời tất cả các bạn luôn tay, chúng ta cùng lặp lại lời cầu nguyện theo anh. Hôm nay nhân khóa tu mùa hè chùa Hùng Vĩ Sơn 2019. Toàn thể khóa sinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông. Giờ phút thiêng liêng đã đến. Tất cả chúng con chắp tay cầu nguyện. Chư Phật mười phương cùng chư Bồ Tát gia hộ đất nước mãi mãi thanh bình, Biển Đông hòa thuận. Lại xin cầu nguyện Việt Nam anh dũng, Trung Quốc hùng cường, hai nước nghĩa tình ngày thêm thắt chặt, cảm thông sâu sắc, tôn trọng chủ quyền, thân tâm an lạc, đức hạnh vô biên, hậu thế lưu truyền, các nước khu vực đều được bình yên, hết não hết phiền, tình nghĩa láng giềng đời đời bền vững. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Buổi lễ cầu nguyện đã chính thức được khép lại. Vào giờ này xin mời tất cả chư tôn đức ở chúng ta về chốn Hầu Liêu để chúng ta nghỉ, và chúng ta hãy nói tiếp buổi lễ trại tối đêm nay các bạn ơi. Rồi chúng ta đi xung quanh vòng tròn nè. Hey, bên trái nha, qua luôn không sao hết. Sinh ra ngoài chút xíu. Kêu leo anh em vừa leo. Rồi cảm ơn âm nhạc anh em ơi. Bây giờ tôi nói tay đâu các bạn, nói tay đây tay đâu. Nắm tay người kế bên. Đây là dịp cho tất cả các bạn giao lưu nắm tay người kế bên. Tay đâu. Tôi nhỏ quá, tay đâu. Đừng dừng lại ở cái việc nắm tay, khoác vai người kế bên. Thiếu thì mình lắp vô các bạn ơi. Vô chơi đi, chút cái gì vậy? Rồi chuẩn bị. Rồi, hãy làm theo tôi nha. Chít. Khi tôi nói chít là các bạn đẩy cái mông qua bên trái. Chít. Đẩy cái mông qua trái chưa? À là đẩy cái mông qua phải. Rồi, ô là la là đẩy cái mông qua hai bên. Rồi chuẩn bị. 2, 3, chít. Chít. Mình đứng tại chỗ đó, mình không di chuyển. 2, 3, chít. Chít. Ô là la. Rồi chuẩn bị level 2, 2, 3. Chít là ô là la. Ô là la. Chít là ô là la. Ô là la. Anh em ơi. Rồi, như tôi nói sóng dỗ thì các bạn nói rì rào. Sóng dỗ.
Rồi sóng dỗ, sóng dỗ là các bạn nói nhấp nhô là các bạn nói ngồi lên thụt xuống. 2, 3, sóng dỗ, sóng dỗ. Bây giờ khi là sóng dỗ nhấp nhô là mình phải ngồi xuống hết rồi mình đứng lên lại bài 2, 3, sóng dỗ, sóng dỗ. Sóng dỗ, sóng dỗ. Sóng dỗ, sóng dỗ, rì rào. Rì rào, rì rào. Trời ơi, khóa nhấp nhô. 2, 3, sóng dỗ, sóng dỗ. Nhấp nhô, nhấp nhô. Chuẩn bị. Đứng yên tại chỗ, sóng nghiêng bên trái. Nghiêng bên trái. Rồi, sóng nghiêng qua phải. Rồi, trời ơi, té luôn, thấy chưa, thấy chưa. Trời ơi, bé chị yếu quá, coi bé nhỏ nha các bạn. Rồi, anh em ơi, bây giờ mình làm lại cái nữa nè. Rồi, 2, 3, sóng dỗ, sóng dỗ. Rì rào, rì rào. Sóng dỗ, sóng dỗ. Nhấp nhô, sóc nhô. Chuẩn bị, đứng yên tại chỗ, không di chuyển, nghiêng qua trái. Đứng yên tại chỗ, đứng yên tại chỗ, đứng yên tại chỗ, nghiêng qua phải. Rồi, chuẩn bị, ngã ra sau. Khi tôi nói đoàn kết mà nói kết mấy cái máy nha. Đoàn kết, đoàn kết. Đoàn kết, đoàn kết. 5 người, 1 vòng tròn. Okay, 5 người, 5 người. Rồi anh em ơi, đoàn kết, đoàn kết. Nhỏ quá, kết mấy cái máy nè lên. Đoàn kết, đoàn kết. 5 người, 3 cái